người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Serialista. Dành cho những bạn nào chưa biết đến chúng mình thì Serialista là một nhóm những bạn trẻ đam mê tìm hiểu và mong muốn hướng cộng đồng yêu thích skincare đến một làn da căng bóng đúng chuẩn Hàn Quốc. Và mình là Thùy Chi, lại ngồi đây và gặp lại các bạn trong một video mới nhất trên kênh YouTube của chúng mình. BHA này hay AHA thì dường như đã là những cái tên axit cực kỳ quen thuộc trong cộng đồng yêu thích mỹ phẩm rồi đúng không? Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp mỹ phẩm, chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội trải nghiệm những loại axit thế hệ mới như là polyhydroxyacid PHA này, hoặc là lipohydroxyacid LHA, cũng như những axit có nguồn gốc tự nhiên như là enzyme hoặc là AHA từ các loại hoa quả. Vậy nên trong video lần này, Chi muốn tổng hợp lại những điểm chính về các loại hydroxyacid, đặc điểm của chúng cũng như là cách sử dụng, những lưu ý khi dùng để các bạn có thể được lựa chọn các loại axit phù hợp nhất với làn da của mình. Và bởi vì hydroxyacid là một chủ đề khá là dài nên là Chi sẽ để dành riêng một video này cho AHA và PHA. Còn BHA và LHA thì Chi sẽ hẹn các bạn trong một video lần sau nha. Và trước khi đi vào chi tiết những sản phẩm chứa axit như các bạn có thể thấy ở trên bàn trong mặt Chi ngay lúc này, thì Chi sẽ đi vào một số những gọi là kiến thức cơ bản để các bạn có thể hiểu hơn trong quá trình sử dụng axit nha. Đầu tiên là tẩy tế bào chết hóa học là một bước bắt buộc để làn da chúng ta khỏe đẹp, bởi vì cơ chế tự nhiên của làn da sẽ là thay thế lớp tế bào da chết bằng một lớp tế bào da mới. Đây là một chu trình tự nhiên của da để chúng ta có thể giữ được vẻ tươi trẻ và sáng rỡ. Chính vì vậy, khi mà routine của bạn ấy không có bất cứ sản phẩm nào có khả năng tẩy tế bào chết thì làn da chúng ta sẽ không thể mịn màng được và khá là sần sùi. Và thứ hai là những sản phẩm dưỡng da khác sẽ không thể phát huy tối đa hiệu quả ở trên một làn da có tế bào chết đang ở trên đó và như một rào cản khiến những lớp dưỡng chất không thể thẩm thấu xuống da. Và cuối cùng, ngoài hiệu quả loại bỏ tế bào chết ấy, thì những loại hydroxyacid được chứng minh là có khả năng giảm mụn này, giảm nếp nhăn này và khiến bề mặt da mịn màng, tươi tắn hơn rất nhiều. Chỉ với 3 điều trên thôi thì các bạn cũng đã thấy được tầm quan trọng của việc loại bỏ tế bào chết hàng ngày trong chu trình dưỡng da rồi. Và nếu các bạn đang băn khoăn nên lựa chọn sản phẩm chứa axit nào trên thị trường hiện nay ý, thì Chi sẽ phân biệt giúp các bạn hai loại axit quen thuộc nhất, đấy chính là AHA và BHA. Các nhóm BHA hay AHA thì đều sẽ có một điểm chung, đấy chính là chúng sẽ hoạt động như một chất tẩy tế bào chết trên da, thâm nhập vào lỗ chân lông, loại bỏ những bã nhờn, tạp chất cũng như tế bào chết, giúp da thông thoáng và mịn màng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, giữa BHA và AHA thì sẽ không có chất nào tốt hơn chất nào các bạn nha, mà điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng da bạn đang gặp phải và bạn muốn điều trị vấn đề da nào cho mình. Hãy để Chi làm rõ ví dụ giữa AHA và BHA để các bạn rõ hơn. Thì đầu tiên, AHA thì sẽ có khả năng giảm thâm này, điều trị những tình trạng tăng sắc tố cũng như cải thiện nếp nhăn, khiến da mịn màng hơn và đặc biệt là cái chống lão hóa rất tốt. Hiệu quả tẩy tế bào chết của AHA thì không hề cần bàn cãi. AHA sẽ được khuyên dùng cho những làn da thường đến da khô hoặc là da lão hóa, da đã xuất hiện các nếp nhăn hoặc da không mịn màng. BHA thì sẽ là một chất tan trong dầu, chính vì vậy chúng sẽ thâm nhập sâu hơn ở dưới lỗ chân lông của chúng ta. BHA sẽ được khuyên dùng cho những làn da dầu, để da hỗn hợp dầu, da đang có mụn trứng cá và da lỗ chân lông to. Khá nhiều bạn hỏi Chi là AHA và BHA có kết hợp được với nhau hay không, và câu trả lời là có nha. Bạn vẫn có thể dùng chung AHA và BHA khi bạn vừa bị mụn mà bạn lại có dấu hiệu lão hóa nữa, thì cách tốt nhất để điều trị vấn đề da đó là sử dụng chung cả hai loại axit này. Tuy nhiên, nếu mà bạn dùng chung AHA và BHA không đúng cách ý, thì rất có khả năng là da bạn sẽ bị gặp kích ứng và thậm chí là bỏng rát. Chính vì vậy, Chi khuyên là các bạn hãy tìm một sản phẩm đã mix sẵn AHA và BHA rồi, thay vì sử dụng hai sản phẩm riêng biệt. Và điều này sẽ giúp là hạn chế tình trạng kích ứng khi mà bạn xem cái hai loại axit, vừa có khả năng giảm mụn này, trị thâm, vừa có khả năng cải thiện kết cấu da, chống lão hóa đó nha. Và Chi để ý là những sản phẩm mà có mix sẵn AHA và BHA ấy, thì sẽ có khá là nhiều loại AHA, BHA có chất xuất tự nhiên, sẽ lành tính, êm dịu hơn với da của chúng ta và cũng như là cải thiện được những cái vấn đề da mà bạn đang gặp phải. Và để các bạn rõ hơn thì Chi sẽ đi chi tiết vào từng loại axit nha. Về AHA thì có hai loại AHA mà phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là glycolic acid và lactic acid. Về glycolic acid thì đây là một loại axit có nguồn gốc từ mía.
Đây cũng là axit có kích thước phân tử nhỏ nhất nên nó sẽ thẩm thấu cực kỳ sâu xuống da. Loại AHA này sẽ hoạt động bằng cách là loại bỏ những lớp keo liên kết những tế bào da lại với nhau. Về cơ bản thì lớp keo này là dầu nhờn bã thừa và những chất béo liên kết lại với nhau, kết dính các tế bào da chết khiến lỗ chân lông bị bít tắc. Chính vì vậy khi mà sử dụng AHA glycolic acid thì lỗ chân lông sẽ thông thoáng hơn rất nhiều và những dưỡng chất của các sản phẩm dưỡng da tiếp theo sẽ thẩm thấu tốt hơn dưới da, hoạt động tối đa ở trên da của chúng ta. Đối với glycolic acid không kê đơn thì nồng độ đảm bảo an toàn cho da là từ 8% đến 30%. Nồng độ 30% thì vẫn có thể sử dụng an toàn trên da của các bạn. Tuy nhiên khi mà lên da thì chị khuyên là nó rất là khó chịu. Nên nếu mà bạn mới bắt đầu tập tành sử dụng axit thì chị nghĩ là các bạn sẽ không nên mạo hiểm làn da đối với một nồng độ như thế này đâu. Trong những văn phòng của bác sĩ da liễu thì glycolic acid sẽ được dùng ở một nồng độ khác cao hơn rất nhiều, đấy chính là 70%. Nếu mà da bạn nhạy cảm hoặc là bị mụn trứng cá đỏ thì bạn đừng nên dùng glycolic acid, mà lúc đó thì bạn nên đi tìm những bác sĩ da liễu và có được lời khuyên từ những người có chuyên môn cao. Một điều nữa về glycolic acid mà chị muốn chia sẻ đấy là đây cũng là loại AHA được chứng minh có thể kích thích sản sinh collagen. Chính vì vậy đây cũng là loại acid có khả năng chống lão hóa tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chị thấy là nhiều bạn khi dùng glycolic acid thì sẽ có cảm giác khá là châm chích, râm ran trên mặt ý. Thì các bạn không cần phải quá lo sợ đâu, vì đây cũng là một biểu hiện là acid đang hoạt động trên da của bạn. Chỉ khi nào mà da bạn quá là nóng rát hoặc là có những tình trạng kích ứng thì các bạn mới nên ngừng sử dụng thôi. Bên cạnh glycolic acid thì một loại AHA khác cũng cực kỳ phổ biến, đấy chính là lactic acid. Lactic acid là một loại AHA tự nhiên được tìm thấy trong sữa. Và cũng giống như glycolic acid thì lactic acid sẽ hỗ trợ cải thiện làn da không đồng đều màu, da xỉn màu và giúp da mịn màng, tươi sáng hơn. Nồng độ lactic acid được khuyên dùng trong những sản phẩm không kê đơn sẽ từ 5% đến 12% và hoạt động tốt nhất ở độ pH 3.5 đến 4. Tuy nhiên những sản phẩm acid trên thị trường hiện nay thì sẽ không ghi rõ độ pH đâu. Nên một cách khá là rõ rệt để bạn nhận biết độ pH đấy chính là cảm giác châm chích và hơi râm ran trên mặt khi mà bạn apply AHA lên da. Và sau khi cảm thấy châm chích thì bạn sẽ thấy là da căng bóng và rạng rỡ hơn ngay tức thì. Không giống như glycolic acid thì lactic acid sẽ dưỡng ẩm tốt hơn. Cũng chính vì vậy mà nó sẽ an toàn hơn cho những làn da nhạy cảm. Tuy nhiên những nồng độ cao hơn của lactic acid thì vẫn có thể gây kích ứng cho da. Một tip nhỏ của Chi muốn chia sẻ là các bạn có thể thử một lượng tương đối sản phẩm ở vùng da giữa cánh tay và chờ 10 đến 15 phút để xem phản ứng của da trước khi bắt đầu sử dụng một sản phẩm acid nào lên mặt nhé. Dạo gần đây thì Chi đang rất là thích em Easy Entry AHA 8% Essen này. Nồng độ của em này nằm ở mức khá là cao, 8%, nhưng lại mix giữa 4% glycolic acid và 4% lactic acid. Đây cũng chính là điều Chi thích nhất bởi vì công thức này sẽ giữ được khả năng loại bỏ tế bào chết này, chống lão hóa tốt của glycolic acid mà lại vừa được dưỡng ẩm làm mịn da của lactic acid. Và với công thức này thì da bạn nào đang mụn hoặc là da nhạy cảm thì cũng hoàn toàn là yên tâm sử dụng nha, không bị lo kích ứng. Khi mới bắt đầu lên da thì Chi sẽ cảm thấy là em này hơi châm chích một chút, đặc biệt đối với da bạn nào đang khô. Tuy nhiên thì bạn không cần quá lo lắng đâu, bởi vì đây cũng là một tín hiệu tốt là sản phẩm đang hoạt động trên da của bạn. Và em này thì sẽ thiên về chức năng của lactic acid nhiều hơn một chút, nên da bạn nào mà đã xuất hiện nếp nhăn nhiều hoặc là da cần được chống lão hóa ấy, thì Chi vẫn nghĩ là nên tìm một sản phẩm riêng chứa glycolic acid tầm 8% hoặc lactic acid tầm 5% nha. Tiếp theo thì Chi sẽ chia sẻ về một loại AHA thế hệ mới, đấy chính là PHA polyhydroxy acid mà dạo gần đây Zenista nhắc đến rất nhiều. Là một thế hệ mới của alpha hydroxy acid nên là PHA vẫn mang lại hiệu quả tương tự như AHA nhưng lại êm nhẹ và ít kích ứng hơn rất nhiều, đặc biệt là những bạn có mụn trứng cá đỏ nặng này hoặc bạn da nhạy cảm hoặc là da sau khi dùng xâm lấn ý, thì vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các nhóm PHA. PHA mà có thể dễ dàng nhận thấy ở trong các sản phẩm trên thị trường hiện nay thì sẽ có hai loại là lactobionic acid hoặc là gluconolactone. Và ngoài khả năng tẩy tế bào chết làm mịn màng làn da thì PHA còn có khá nhiều công dụng khác, thì Chi sẽ tổng hợp một loạt hiệu quả của PHA để các bạn có thể dễ dàng có được thông tin nha. Đầu tiên, PHA sẽ giúp chăm sóc những làn da nhạy cảm, da bị mụn trứng cá đỏ hoặc là da sau khi xâm lấn. Thứ hai là chống oxy hóa, bởi vì PHA có khả năng bảo vệ làn da trước những tác hại
lớn của gốc tự do. Thứ ba là giúp hút ẩm và giữ ẩm. Khi mà pHa đóng vai trò như một humectant thì sẽ giúp làn da căng bóng và mịn màng hơn. Và thứ tư là điều trị mụn trứng cá. Đặc biệt khi pHa kết hợp với acid retinoic thì sẽ có hiệu quả rất là rõ rệt khi mà điều trị mụn trứng cá ở làn da người trưởng thành. Và thứ năm đấy chính là chống lão hóa. Khi mà pHa có thêm một loại provitamin A là retinin acetate thì sẽ hiệu quả là làm mịn da này, giảm nếp nhăn và chống lão hóa ở trên da chúng ta rất là hiệu quả. Và cuối cùng thì pHa còn đóng vai trò như là một thành phần làm sáng da khi mà kết hợp với hydroquinone. Nồng độ khuyên dùng của pHa đấy chính là 3% đối với những loại dung dịch tẩy tế bào chết chuyên biệt hoặc là những loại serum mà sử dụng pHa như là một chất đặc trị chính. Hiện tại thì ở nhà Silista thì không có những loại sản phẩm chứa pHa nồng độ quá cao đâu, mà chúng mình sẽ thường ưu tiên những sản phẩm chứa pHa mix với những loại axit khác như là ASA tự nhiên hoặc là muối của BHA. Điều chi thích ở những công thức này đấy là chúng sẽ tận dụng được tối đa hiệu quả của từng loại axit và giúp làn da có thể cải thiện được nhiều vấn đề da hơn. Và tiếp theo thì Chi sẽ đi đến chi tiết từng sản phẩm luôn, cũng như là chỉ rõ nồng độ như thế nào phù hợp với làn da nào cho các bạn nha. Đầu tiên hãy đi đến với em Purito APP Triple Liquid này. Thì em này là một loại dung dịch tẩy tế bào chết chứa cả 3 loại axit, với nồng độ từng loại đấy chính là 0.01% mandelic acid này, 1.5% gluconolactone pHa và cuối cùng là 0.9% beta insalicylate. Đặc biệt em này có 80% nước táo, là một loại AHA tự nhiên. Thì với nồng độ này thì em này không hẳn là quá nhẹ đâu, nhưng Chi vẫn thấy là đủ an toàn để sử dụng hàng ngày, đảm bảo da luôn được sạch thật kỹ trước khi sử dụng những sản phẩm dưỡng da khác. Và Chi cũng thấy là em này khá là phù hợp để các bạn kết hợp với những sản phẩm AHA, BHA nồng độ cao tầm 1 đến 2 lần một tuần, hoặc sử dụng kết hợp với retinol hoặc tretinol. Bạn này khi lên da thì hoàn toàn không châm chích, vì đây là một nồng độ tối ưu cho những làn da nhạy cảm, thẩm thấu tốt và chỉ để lại cảm giác ẩm nhẹ chứ không hề gây nhờn dính hay khó chịu trên da. Chi thì sẽ thường dùng tay để apply thẳng lên da, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng bông nếu muốn tăng cường khả năng làm sạch nha. Của Ezentry thì có nồng độ khá là cao với 4% glycolic acid và 4% lactic acid, nên là khi apply lên da ấy thì sẽ có cảm giác châm chích rần ran trong mấy giây đầu. Điều này thì cũng khẳng định lại độ pH của sản phẩm thấp và là một tín hiệu tốt cho thấy sản phẩm đang hoạt động trên da. Khi dùng bạn này thì vẫn có cảm giác ẩm, da căng sáng hơn ngay sau khi sử dụng, và nếu thường xuyên sử dụng tầm 2 lần một tuần giống như Chi, kết cấu da cải thiện rất là nhiều, các vết thâm mờ đi trông thấy và da sẽ sáng hơn. Nếu các bạn muốn nhẹ nhàng hơn thì Chi sẽ khuyên các bạn tìm đến những loại pad chứa dung dịch tẩy tế bào chết như thế này. Thì ở đây Chi có khá là nhiều loại pad tẩy da chết, gồm của Roundlab này, của Rebeller, của Easy Entry và cuối cùng là của Purito. Mềm pad thì chắc chắn là công thức riêng của K-Beauty rồi, và cũng là điểm khác biệt giữa K-Beauty và các hãng châu Âu khác. Nên nếu mà bạn cũng yêu thích dưỡng da chuẩn Hàn như Chi thì chắc chắn không thể bỏ qua những miếng pad chứa axit làm sạch này. Thì đầu tiên hãy nói về hai em miếng pad này đi. Thì đây là hai em pad đơn thuần chứa pHa cùng nồng độ là 0.5%. Điểm khác biệt là em Rebeller sẽ có kết hợp thêm với chiết xuất tràm trà, còn của Roundlab thì sẽ kết hợp thêm sugarcane là một loại AHA dạng tự nhiên. Nghe công thức thôi thì các bạn cũng đủ thấy là Rebeller sẽ có thêm khả năng kháng viêm chống khuẩn từ tràm trà, phù hợp hơn với những bạn đang da dầu mụn muốn làm sạch hàng ngày. Còn em pHa này của Roundlab thì sẽ thiên về giữ ẩm hoặc chống lão hóa nhiều hơn một chút, nên phù hợp với các bạn da thường đến da khô nha. Và cuối cùng là một loại pad mà công thức mà Chi đang cực kỳ yêu thích. Đây chính là pad của Easy Entry, có cả 3 loại acid AHA, BHA và pHa như em Purito này. Tuy nhiên nồng độ của em Easy Entry này sẽ ít hơn một chút, bao gồm 0.35% pHa này, 0.044% lactic acid này, 0.05 beta insalicylate và 0.035% glycolic acid, và tổng nồng độ sẽ rơi vào tầm 0.5%, nên là em này sẽ phù hợp để làm sạch hàng ngày nhưng lại không bị quá khô như những loại miếng pad chứa BHA hay là glycolic acid đơn thuần. Và với mỗi loại pad chứa acid này thì sẽ có những kết cấu bông riêng biệt, hoặc mềm hoặc cứng, hoặc là chứa dưỡng chất tùy vào từng loại bông. Sau đây thì Chi sẽ đi review từng loại pad chi tiết để các bạn rõ hơn nha.
Đầu tiên sẽ là miếng pad 1025 Double Pad của Rawlab. Thì em này có một thiết kế khá là khác biệt so với các loại pad khác, khi mà có những đường chéo nhỏ thay vì dập nổi, giúp nhẹ nhàng hơn với những làn da nhạy cảm, êm ái hơn với da. Thành phần thì sẽ có nước biển lẫn sugarcane nên là sẽ có hiệu quả dưỡng ẩm tốt, để lại cảm giác mát và dễ chịu trên da. Miếng pad của Rebelle thì sẽ có mặt dập nổi để dưỡng chất nhanh chóng thẩm thấu cũng như tăng hiệu quả tẩy tế bào chết. Dưỡng chất trong em này thì thấm nhanh này, hoàn toàn thẩm thấu khi lên da và không để lại cảm giác dính hay bóng, rất phù hợp để làm sạch cho da dầu mụn. Và cuối cùng là miếng pad của Easy Entry AB Peeling Pad thì sẽ là tổng hòa của Rawlab và Rebelle, vừa có kết cấu dập nổi để loại bỏ tế bào chết, giúp da mịn màng hơn rõ rệt nhưng cũng không quá khô mà vẫn để lại cảm giác ẩm khi lên da, giúp da dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều sau khi dùng. Tẩy da chết chắc chắn là chìa khóa của một làn da khỏe đẹp và cũng là một bước không thể thiếu trong một chu trình giúp da luôn mịn màng rạng rỡ. Và dù là AHA, này, BHA hay PHA thì đều có hiệu quả chung là loại bỏ tế bào chết, bã nhờn khỏi lỗ chân lông, giúp làn da thông thoáng và mịn màng hơn rất nhiều. Còn việc lựa chọn loại axit nào thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng da, cũng là nhu cầu da của các bạn. Nên là Chi hy vọng sau video lần này các bạn có thể chọn một loại axit hoặc là sản phẩm chứa axit nào đó phù hợp nhất với làn da của bạn. Và nếu cần Celista chia sẻ thêm về bất cứ chủ đề dưỡng da nào thì đừng ngại mà comment ở dưới phần bình luận cho Chi cùng team biết nha. Và đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube của Celista để chào đón thêm những nội dung khác trong tương lai. Chào các bạn!